Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Thành Tâm Auto. Hôm nay tiếp tục xưởng chúng tôi lại về thêm một chiếc xe Hino Lucho 300 đời 2016 với phiên bản thùng xe chở rác, 4 ép rác 6 khối. Xe được bên mình đã mua lại từ một đơn vị làm về môi trường. Sau đây mình sẽ đi quay toàn bộ xe cho các bạn xem. Phải nói là về thương hiệu Nhật Bản thì những cái dòng xe của Nhật Bản thì chất lượng thì chúng ta không phải bàn tới, chỉ quan tâm về giá thôi. Một chiếc xe đời 2016 được phục vụ trong lĩnh vực môi trường, thùng 4 ép rác, lốp vẫn rất là mới. Đây là cái cơ cấu ép rác. Bộ công tác là vẫn đang hoạt động bình thường các bạn nhé. Vậy những ai mà đang quan tâm đến cái dòng xe 4 ép rác như này thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Thành Tâm Auto 0911 696 444, hoặc có thể để lại bình luận xuống bên dưới clip, mình sẽ gọi điện và tư vấn cụ thể cho mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh Thành Tâm Auto để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất bên mình nhé. Xin chào các bạn. Yeah.